con gái đã dậy thì thành công rồi thì không thể cao thêm được nữa. Còn con gái đang dậy thì đây là cơ hội cuối cùng để ba mẹ phát triển chiều cao cho con. Con gái sẽ ngừng phát triển và đạt đến chiều cao cuối cùng chỉ 2 đến 2,5 năm sau chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Ví dụ bé gái 8 tuổi bắt đầu có kinh nguyệt thì đến 10, 11 tuổi con sẽ ngừng phát triển chiều cao. Phần lớn các bé gái sẽ bắt đầu dậy thì vào lúc 8 đến 9 tuổi. Và đến khi 13 tuổi thì gần như tất cả con đều không cao thêm được nữa. Và khi con đã dậy thì thành công rồi thì con sẽ không còn cơ hội để cao thêm được nữa. Vì con chúng ta cao lên nhờ sụn tăng trưởng. Và phần sụn này sẽ nằm ở đầu xương. Và khi qua tuổi dậy thì sụn sẽ hòa cùng thân xương. Nó sẽ đóng lại, cứng lại, khiến xương không thể dài ra được nữa. Chính vì vậy, ba mẹ cần phải chăm sóc chiều cao cho con, quan tâm đến chiều cao cho con ngay từ những năm đầu đời. Thông thường thì chúng ta thường nghĩ là 8 tuổi còn quá sớm lo gì, nhưng mà chỉ cần 1-2 năm nữa thôi là có thể con sẽ không phát triển chiều cao thêm được nữa. Cũng là tăng 25cm, nhưng từ trong bụng mẹ con chỉ cần mất 3 tháng cuối cùng của thai kỳ để tăng 25cm. Khi con đã sinh ra rồi, trở thành một em bé sơ sinh thì con sẽ mất 1 năm đầu đời để tăng 25cm. Còn khi mà con đã đến tuổi tiền dậy thì rồi thì con sẽ mất đến 3 năm để có thể tăng được 25cm. Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng của con sẽ giảm đi rất là nhiều. Giai đoạn dậy thì là giai đoạn vàng để phát triển chiều cao, nhưng cũng chính là cơ hội cuối cùng để các con tăng trưởng về mặt chiều cao. Vậy tăng chiều cao tốt nhất là ngay từ trong bụng mẹ, và tăng chiều cao tốt thứ hai là ngay bây giờ. Các ba mẹ hãy quan tâm đến chiều cao của con sớm hơn nữa. Đừng đợi đến khi con dậy thì rồi mới quan tâm đến chiều cao của con, thì khi đó đã quá muộn rồi.